Vâng, gửi đâu xin mến chào toàn thể các bác nhá. Và trong buổi sáng nay thì em tiếp tục quay một clip thanh lý hàng nâng cấp. Thì hôm nay thì cũng có nhiều đồ ghê, có han đẩy công suất lớn này, nhiều loa ghê, hôm nay nhiều loa nhá. Còn đây thì bên cạnh đây thì là bên nhà em đang sơn lại, nghe mông lại cái súp cái gì nhỉ? Súp HM Hi-Fi để chiều đóng hàng. Đó cho bác thì HM Hi-Fi em còn giữ ít lắm thôi nhá, còn không nhiều đâu. Thì em mông để đóng chiều nay đi. Thì nó thùng màu trắng, nhiều bác yêu cầu sơn lại đen. Nhưng điều quan trọng trong ngày hôm nay thì có thể nói những bác nào mua combo trong ngày hôm nay ấy, thì đều tuyệt vời. Vì sao ạ? Vì hôm nay em Hiếu Minh là như lúc sáng em có nói là bên Hiếu Minh mới tháo được hai phòng hát. Hai phòng hát là cái hai phòng này là đơn vị em thi công thôi nhá. Đơn vị em thi công, nhưng mà vì nhà anh ấy cũng là họ hàng ở bên Dương Lội mở phòng hát, nhưng vì nữa thì thời điểm này nhà nước đang cấm là cái vách của vách tường ấy là không cho làm bằng cái nội thất bằng thủy tinh hay là bằng bông tĩa âm nữa, nên là bây giờ nhiều phòng mới mở bây giờ ấy là gần như phải đóng cửa đấy. Rỡ hết ra thì nó rất là thiệt hại, nên là nghỉ đóng cửa ấy. Thì hai bộ này em vừa lắp cho bác được từ tháng trước thôi, từ đầu tháng trước. Một phòng là đồng bộ của đồng bộ được mỗi loa JD thôi, còn một phòng là đồng bộ của DB. Thì em sẽ chiều nay em tháo ra thì em sẽ quay clip sau, vì hôm nay cũng nhiều ghê rồi. Thì có hai đôi JD nhá, hàng gần như là không dùng các bác nhá, hàng không dùng chỉ treo lên thôi, treo lên thì nó hơi bụi bẩn tí treo lên thôi, hơi bụi tí thôi. Thì bác ghi thì một đôi hàng bãi thôi, bán thị trường cũng rơi 14-15 triệu một đôi rồi. Thì hôm nay bác mua hàng lướt, coi như là đôi hàng bãi mở bảo hành 2 năm nhá. Đây là thằng JD hàng mới tinh đập hộp nhập khẩu, bán xả cho anh em, để xả cho anh em tháo phòng vì không còn hộp nhá. Lưu ý là hai đôi này không còn hộp này, em chỉ lấy được nhà chủ là được lấy mỗi quả súp này, súp là còn hộp này, đẩy còn hộp này, đẩy của DB nhá. Đẩy DB thì vận chuyển về thì nó cong này bác này, đây, chả dùng bật được đúng vài lần thôi, vì từ hôm đó hôm bị cái đợt vụ cháy đến giờ ấy, vụ cháy ở trong khu Đồng Nai với ở ngoài Hà Nội giờ ấy, là bị cấm thôi. Thì lúc vận chuyển về rơi nó bị cong đen, còn mới nhá, bảo hành 2 năm như bình thường nhá. Tất cả sản phẩm hôm nay trong cái combo này bảo hành 2 năm. Nếu mà ghép bộ combo này thì vào đâu đó bao nhiêu nhỉ? 14. Mà rẻ bán êm thì rất nhiều luôn. 10 là đi là 25. 25 với cả 8 là bao nhiêu? 25 với cả 8 là 32 triệu một bộ combo. Nhưng chưa có súp nhá. Quả súp này súp đắt các bạn. Súp Lex. Quả súp Lex này sử dụng bát là bát của Kento, như bát nhập khẩu Driver của châu Âu. Giá quả súp Lex này đang bán bình thường là 15 triệu. Thì em thâu này, phòng về 11 triệu này. Đây, còn vỏ hộp nhá, bảo hành 2 năm như bình thường. Thì để cho chút hơn thì em sẽ quay sang một số thiết bị nhỏ trước đã. Nếu nhiều quá. Thì em mình có hai mẫu đẩy demo ở cửa hàng Quang Trung Hiếu Minh Auto. Còn hộp nhá, hai dòng này còn demo hộp, chỉ có chạy vài lần thì nó có hơi bụi bẩn tí thôi, hơi bụi bên trong này. Thì trước mắt các bạn con đẩy size 3U nhá, Yamaha XP9500S. Bác mua những con đẩy hàng lướt nướt này thì em Hiếu Minh bảo hành 6 tháng nhá. Con này chạy tổng cộng 56 sò. Sò LG tiếng rất là hay, đánh phun đôi được nhá. 2 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12 14. 14 14 là đi là 28 28 56 sò. Con này size 3U, lý do đây là dòng đẩy size 3U ạ. 2 4 6 8 10 12 14 16 16 tụ. Sai bao u bằng 6 tháng thôi nhá, giá 4.800.000 đồng xả cho anh em. Dòng này đánh được phun đôi thôi nhá, đánh được phun đôi 40 hoặc đánh phun đôi 30 hoặc súp đơn 50 hoặc súp đơn 40. Đấy, lưu ý cho em công suất con này là khoảng 1.200W một kênh, 1.200-1.300W một kênh thôi nhá. Dòng bao u này Yamaha 9500S thôi nhá, có hai mẫu nhưng khác cái mặt thôi. Hai model này đều là 4.800.000 hết các bạn, còn hộp ạ. Các bác thích model nào thì đấy, thì mỗi loại chỉ có một chiếc thôi. 2, 4, 6. Đấy, tất cả chiếc sò LG hết. Sò LG tiếng rất là hay luôn. Có chạy vài lần nó hơi bụi tí thôi các bác nhá. Mặt mũi cũng rất đẹp. Cái này bên vệ sinh thêm cho, nó hơi bụi đây. Đấy, em sẽ vệ sinh. Nhưng mà tại vì nó chạy, em đấy em chạy thì người em test nó có 5-7 lần gì đấy. Lắp thì để trồng lên nó hơi sức nhẹ tí. 4.800.000 một em nhá. 4.800.000 cho em bảo hành 6 tháng. Size 3U, xe 20, chạy 56 so. Công suất là 1.200W một kênh. Đúng nhá. Chạy sò LG tiếng rất hay luôn. 4.800.000 đồng. Đấy, hôm nay có đầu tiên có hai đẩy này. Tiếp theo nữa là một chiếc vang X5
X5 nhưng quên như người con này X3 tại vì nó ra ít cổng hơn chứ bản chất nó là nó X5. X3 đây 2 4 bình thường 6 cổng nhưng này 4 cổng. Vẫn nguyên đai. Quên vẫn nguyên zin vẫn nhá. Nguyên zin nhá. Hàng nguyên bao zin bao xịn. Đấy. Cái nắp thì hơi bụi bẩn bẩn đi đây chiều em mông cho các bác. Mông này em xịt cái bóng lên nó đẹp hơn, sạch sẽ hơn. Giá 1,5 triệu nhá. Vang số họ nhỉ X này. 1,5 triệu nhá. Ok. Rồi Tiến ơi. Hộp đẩy đâu bỏ lên chạy vào lấy cái hộp đây. Có 2 hộp nhá. Lưu ý là 2 hộp đẩy này còn 2 hộp bác nhá. Và một chiếc lưng tiếng Idol IP100, đây là lưng tiếng chính hãng của Idol bác nhá. 550.000. Tại sao lưng tiếng chính hãng? Vì đây là hàng nhà em. Đây hàng Hiếu Minh này, tem của em này. Hàng nhà em thâu lại của khách, bác chủ dùng hơn năm rồi. Bác ra bác đổi lại băng số, em thâu lại bác 550.000 đồng. Con tiếng lưng này rất là hay luôn, lưng Idol ấy rồi, tiếng cực kỳ hay luôn. Idol 100. Và tiếp theo nữa một bộ mic ạ. Bộ mic UG10, bác chủ cũng dùng hơn năm rồi này. Đây, tem Hiếu Minh, tem từ ngày xưa này. Đấy. Nguyên tem luôn. Còn đẹp lắm. Dùng hơn năm mà chủ giữ ghê. Phải 5,5 rồi đấy. Mà dùng giữ lắm, để bác có nhìn cái râu bác này. Chắc dùng ở trong nhà ấy. Ở trong nhà nên bác ý ngồi gần bên bác chả cần dùng râu luôn các bạn. Râu vẫn mới này. Nguồn after thì bỏ ra thì nó cũ thì không nói. Còn tay thì tay giữ chỉ có hơi sức sát nhẹ tí thôi. Lẫy còn nguyên không? Ở đây gãy một bên lẫy này, nguyên đâu? Gãy một bên lẫy này. Tem nhà em vẫn nguyên này. Cái này gãy lẫy à? Cái này gãy lẫy này, cái này chiều em vệ sinh cho này. Chúng hơi gãy lẫy à? Gãy lẫy. Bên ngoài rất đẹp. Nói chung là cái vệ sinh nói chung vẫn dùng rất ngon nghẻ luôn. 1,000,000 bộ này thôi nhá. 1,000,000. Tai đầy đủ. Hộp đựng vào hộp gì đấy? Hộp DB. Nói chung là bác chủ rất giữ bộ này. Ok. Đấy, em quay nhá một số sản phẩm đã. Rồi em sẽ quay sang đây. Hôm nay thì có hai đôi B3X8i nhá. Một đôi một trắng, một đôi một đen. Một đen này thực ra là cũng là sơn từ một trắng sơn lại rồi. Nhưng mà quan trọng là hàng zin, hàng đẹp. Đấy. Thì cũng báo cáo bác luôn là 2,700,000 một đôi. Hàng zin xịn đẹp luôn nhá. Zin đét luôn. Zin đét này. 2,700,000 một đôi. Một đôi trắng, một đen. Thực ra đôi đen này là sơn lại rồi bác nhá. Nên nó hơi bóng một tí này. Đấy. Sơn lại rồi nhưng mà cũng đẹp ghê. Đẹp bác nhá. Sơn lại nhưng sơn đẹp đấy. Đây nó bám cỡ cái rìa. Nắp nó đâu này, rìa này cao su này. Cao su dính vào này. Giá 2,700,000 một đôi. Để em quay thấy rõ. 2 triệu trắng hay đen đều 2,7 hết các bạn. Bình thường bán bớt thì đôi loa này bơ anh em bán trên thị trường 3,5 triệu, 4 triệu, 4,2 triệu tùy lơi bán. Thì thâu lại em bán bác là 2,7 triệu. Giá này kẻ thợ anh em về nhập của công luôn. Rồi có một đôi trắng và một đôi đen nhá. 2,7 triệu một đôi. Rồi để vào đi. Để vào cất đỡ đi. Và ở đây thì báo cáo bác thì quay đến cái bộ dàn này mà các bác, bộ dàn tháo phòng này thì em nói rồi sẽ có một bộ đồng bộ. Một bộ là nắp phòng là có hai đôi này, một quả súp này. Một bộ là có bộ sau là có một quả súp bãi, bộ sau là quả súp bãi và loa của DB và đồng bộ DB luôn. Thì chiều nay sẽ tháo về. Tháo về bán hộ bác chủ thôi. Cái này bán hộ bác chủ thôi vì bây giờ mua một đôi loa mới. Bây giờ giá đâu 18 19 triệu 20 triệu đôi. Thì những đôi loa này gọi là treo phòng chưa dùng gì cả. Như mới bác nhá, như mới luôn, không một vết xước, không một vết trầy. Nó chỉ treo lên thôi. 14,800,000 triệu đôi này. JD PA12 cộng. Dung ơi, đây hàng nhập khẩu mới tinh đập hộp bác nhá. Bảo hành 2 năm. Các mua những sản phẩm hàng này em vẫn bảo hành 2 năm cho các bác luôn. Quay cho anh Hậu cái, anh Hậu loa rồi nào. Quay Hậu ra. Bác mua giá này bán là rằng giá hàng bãi cũ rồi. Đôi hàng siêu siêu lướt này. Mỗi tội không hộp thôi. JD PA12 cộng này. Hàng nhập khẩu nguyên đai. Trong này là dòng của Tây Ban Nha. Hiệu Tây Ban Nha, sử dụng driver bass tép của Tây Ban Nha, tiếng rất là hay luôn. Cái dòng này với Out Center ấy là tương đồng nhau anh nhá. Tôi bác mua đôi Out Center bãi cũ hơn này rất nhiều, cũng bên Hiếu Minh đang bán 13,5 triệu 14 triệu rồi. Thì đây mua con hàng lướt thì chủ đã chấp nhận lỗ rồi.
bán bằng cắt lỗ rồi. Công suất là 400 này, cực đại chung là 800 này, cực đại mắc là 1.600 bác nhá. Chưa dùng luôn, chưa bụi bận, chỉ có một bám bụi tí vì vừa lắp trong phòng là từ hôm đấy cấm, từ hôm đấy lắp xong là người ta cấm. Đấy nên bao để ý rồi, tất cả hầu như các kênh YouTube đi lắp chuyên nghiệp như bên kênh em ấy, đi lắp chuyên nghiệp ở các phòng hát ấy là gần như rất ít công trình. Gia đình thì không nói, gia đình thì ngày nào bây giờ gần Tết thì ngày nào cũng lắp rồi, nhưng lắp phòng hát là bây giờ gần như không có công trình luôn, đi lắp phòng luôn, không có luôn. Trừ lắp lao thì có, lao bắp ba thì có rồi, còn lắp công trình gần như bờ đóng cửa dừng lại hết, trừ cái phòng cũ đang hoạt động cố hoạt động thôi. Đây là lộc lá cho anh em một bộ này, các bác ghép vào thành bộ hôm nay thì, hoặc là bác mua đôi loa này ghép với con đẩy hai kênh được cho rẻ hơn. Còn hôm nay thì em bán con đẩy này thì do thả này vận chuyển về này, thả mới năm bác ạ, bảo hành 2 năm nhá. Trước mắt các bác là con đẩy DB Aotic Ma Điệu H4120 thì con đẩy này bên em bình thường bán là 12 triệu rưỡi, thì con này nó về thả này thâu lại dập góc nhá, góc này thôi bằng 2 năm như bình thường nhá, giá 10 triệu đồng nhá, rẻ đôi 2 triệu rưỡi thôi các bạn, 10 triệu đồng. Và bộ mic bay ơi, bộ mic này còn hộp, coi như tính hàng mới luôn các bạn, bộ mic này còn hộp nhá, bay ơi 9100 giá 4 triệu đồng, bình thường mua là 6 triệu rồi, nhưng mà gây bác ghép thành một bộ combo được 4 triệu đồng bộ mic này. Quay nhá. Em bộ mic Bayer 9100 ạ. 9100 bộ mic chính hãng luôn. Làm phòng bộ này thì tuyệt vời luôn. Nhà đây là anh ấy đầu tư một bộ chất luôn nhá. Nhưng bây giờ mua thành một bộ này mà không có súp là đã cả con đẩy này mới có bao nhiêu hơn 30 triệu à. Thành bộ chất lượng luôn, cả vang, vang JD chính hãng này. Vang JD là ma hiệu JD K10 thì đang bán mức giá là 5 triệu rưỡi 6 triệu một con, thì đây thâu lại trừ ít thôi. Thì nó hàng mới, con này thì còn hồi không nhỉ? À con này không có hộp nhá. Lưu ý con vang này không có hộp bác nhá. Chỉ có mic có hộp này, đẩy còn hộp này và súp còn hộp không. Vang không hộp. Vang không hộp tại hôm nọ bác chủ quan bác vứt đi rồi. Vứt hộp đi rồi. Em bảo hành 2 năm như bình thường nhá, 2 năm như bình thường, hàng mới keng luôn. Bác nhìn mới keng để cho nguyên trong tủ máy nhá. Có tủ máy thì vẫn nó vẫn đẹp nên em vẫn bán, vì nhà em bán tủ máy nên em không bán thanh lý tủ máy. Thanh lý của bác chủ những cái đồ này thôi. Cái này là vết bẩn nữa. Tí ti. Nói chung là hàng mới luôn các bạn, hàng mới luôn rồi, tí ti thôi. Vì khi em bắt vào tủ ấy là em cũng bắt cái ke, có cái ke nhựa ấy. Ke nhựa bắt vào rồi lên nó không tạo vết đây này. Chỉ mỗi con đẩy này chủ quan anh em nào cũng chờ thả đấy góc thôi. Con đẩy DBH 1200W một kênh, 21120 1200W một kênh, đánh phun đôi này. 30 này, phun đôi 40 coi 7576 thoải mái luôn. Đấy. Bên trên là con vang này sử dụng họ là con X12 Bluetooth, con này tiếng âm chất âm rất là hay luôn, nó chỉ của JD hàng nhập khẩu thượng, sử dụng tức là linh kiện của Tây Ban Nha, tiếng rất cực kỳ hay. Và bên trên là bộ mic Bayer cao cấp. Đấy nhá, bộ mic Bayer 9100 này còn hộp nhá. 4 triệu. Con vang không còn hộp 4 triệu 2. Con đẩy còn hộp 10 triệu. Và con này quả súp lách nhá, quả súp lách này. Quả súp lách này thì 11 triệu bác nhá. 11 triệu con này sử dụng driver rồi. Bát 40. Con này là bát 40 nhưng cái bát của nó ấy, cái bát của nó là sử dụng bát là bát 45 inch, nhưng là bát nó bát 50, nhưng mà 40 bát 40 nhưng lại sử dụng bát 50, nhưng mà bát inch của nó là bát 50 nên con này đánh công suất rất là lớn luôn. Để nó hơi bám bụi tí đây, bạn nhìn nó bám bụi tí đây. Để đánh được quả súp này, coi lưu nhá, để đánh được quả súp lách này cho em này, coi nhìn này là phải đánh con đẩy tầm độ ít nhất tầm trên 1000W, vì đây ạ 750W ở chế độ 8 ohm, nghĩa là công suất này nó lớn hơn cả quả súp của 50 bác nhá. Quả súp này vì nó sử dụng bát là bát Kento là bát nhập khẩu, và nó dòng này thì công suất rất là lớn. Cái quả này thì bác biết được thì bên Hữu Hình theo bác chơi bác mua, em đang bán là chào bán mức giá 15 triệu đồng, hoặc bác mua ở bên vị khác cũng vậy, để nó hơi bám mặc nhện tí để có từ hôm đến Tết, nhưng mà không bám tí bụi nào, ốc mới tinh luôn. Đây. Hơi bám mặc nhện tí thôi. Nhận bằng đất. Thì em lau cho. Nói chung đây là một bộ mới được. Loa không hộp nhá, loa không hộp để lùi trên. Đấy cho bác ở sân hàng nhá. Thì hôm nay một là bác mua thêm, thế nếu mà cả quả súp này vào thì anh em bộ này là thành hơn 40 triệu. Còn nếu mà không mua súp ấy, không mua súp thì nó có hơn 30 triệu thôi. Cả bộ này với đôi loa chất lượng. Không thì bác lấy bộ này với con văng đẩy hai kênh thôi, hai kênh nữa ghép vào thì thành bộ luôn.
Thì đây nếu bán là được 2 bộ đôi loa này thôi. Còn em thì vừa bán loa mới cũng có loa bãi thì về được 2 bộ tháo phòng cho anh em. Giá cực hợp lý. Vâng, một đôi loa mới này giá đang bán là 18-19 triệu một đôi. Cực kỳ chất lượng cho bác chơi nhá, hàng siêu siêu lướt. Bán bằng giá hàng bãi luôn. Hàng bãi cũ thì dùng từ 4-5 năm rồi bán, bác dùng thì thường cũ hơn và nó chạy hoạt động nó không như hàng mới, chất lượng tốt hơn nhiều. Đúng nhá. Và tiếp theo nữa là quả súp. Quả súp anh nhá, quả súp này là quả súp quả súp Yamaha mã hiệu SVK350 ở phân khúc 2/20 này ý. Thì đây là một súp sử dụng driver mạnh nhất rồi. Vì thông thường nếu mà sử dụng ở phân khúc mạnh hơn nữa chỉ phân khúc là 1/20 thôi. Đây dòng ở phân khúc 2/20 sử dụng 2/20 thì đây là phân khúc cao nhất của súp này. Thì quả súp này đang bán thị trường đâu đó khoảng 4,5 triệu 5 triệu của model này. Các bác check bác biết rồi. Hàng em mình bao zin bao xịn nhá. Hàng đây nó bị đây. Xếp đây này. Xếp đây một tí này do vận chuyển này. Vì bác chủ bác gửi cho em mỗi tí này không tính, nói chung là quả súp này đẹp, về tổng quan là đẹp. Lưới thủng hai lỗ nhỏ. Ok chưa? Để nói rõ trạng thái luôn nhá, 2 triệu đồng. Về cơ bản là đẹp, cái này thì lấy bút tô cái này hết thôi. 2 triệu đồng các nhá. Cùng làng bãi rẻ hơn cả hơn nửa rồi. Hơn cả nửa rồi. Quá tuyệt vời, hai quả súp là 2/20 cộng hưởng nó đánh còn mạnh hơn cả 1/30 thông thường. Có 2 triệu đồng, con này chạy điện lùi nhá. Con này các bác nhá, con này là chạy điện 100 nhá, 100V. Mẫu này chào anh ạ. Mẫu này chạy điện 100V các bác nhá. Đấy. Không về các bác cắm điện 220 là cháy mất của em chết. Cái này chạy điện 200 vì là hàng của Nhật. Hàng của Nhật nhá bác nhá. Sản xuất tại Indo này. Đấy bác này. Tiến ơi, giữ cho anh cái, lặng thế nhở. Chú đường giữ chào rồi. Được rồi. Đấy bác này. Made in Indonesia này. Cái dòng này chạy điện 100V bác nhá. Hàng xuất Nhật này. Đấy. Ok. 2 triệu đồng ạ. Không biết hôm nay quay nó hơi lắng, không biết có nhìn thấy không. Đấy. Và tiếp theo nữa là em Minh xả cho các bác một chiếc micro. Em mới thâu lại được của bác chủ, bác mua của đơn vị khác. Nhưng mà hàng này hàng siêu lướt vì đây là phiên bản mới ra. Hàng đẹp không dính tì vết bụi nào. Hôm nay có thể là xả nhiều con ngon đấy, toàn hàng lướt thôi. 2 triệu đồng nhá, bình thường bán bộ này 3 triệu 2. Em bảo hành 2 năm như bình thường nhá. Mic Gutin GMS12. Vì nhà em đang bán mã nữa này thì bán xả cho anh em một con thâu này, khách này bác đổi sang vang số này. Đấy. 2 triệu đồng ạ. 2 triệu đồng đó nhá. Đây. Đây mới tinh này. GMS12 nhá. GMS12 ạ. Mấy ngày thì các bác chơi gia đình ấy, ở phân khúc bộ tầm trung ấy thì bác mua chơi bộ này rất là ok. Tại vì sao ạ? Nó hay hợp tầm tiền này, hay hơn mic Shure thông thường này. Và cái thứ hai nữa là cái tính mic của dòng này ấy, những bác nào hát yếu ấy, thì bộ này rất là ok. Vì nó tiếng mic của nó, những cái bộ mic càng rẻ ở phân khúc tầm trung ấy thì nó, cái tính mic nó lịnh giọng hơn vì nó echo nhiều. Còn cái mic nó càng đắt thì cái độ vợt, nghĩa là cái tiếng mic nó càng dày. Tiếng mic nó càng dày, nghe bọn em cứ gọi là tiếng vợt nó nhiều ấy. Thì các bác nào hát yếu này, lấy cái mic đắt quá chưa chắc đã hợp đâu nhá. Ở phân khúc tầm trung này, bộ mic này rất tuyệt vời luôn. GMS12, có sự 4 hộp sóng, bảo hành 2 năm nhá. 2 triệu đồng. Ở trong này là cũng lâu lâu ghê, tháo được 2 phòng hát, mai một bộ của DB nữa. 2 phòng hát, một cái hàng nước này, các bác sắm Tết là tuyệt vời luôn, ghép bộ nó rất là rẻ. Ok, được rồi. Tiếp theo nữa là một chiếc vang lưng tiếng. Một chiếc lưng tiếng của DB nhá. Nhưng con lưng này bị kích hoạt rồi bác này. Kích hoạt này. Hôm trước bán được một con. Hôm nay là thâu vì gần Tết nhiều bác cứ cầm đến cửa hàng em đổi thôi. Chứ ở miền Bắc đổi đông hơn nhiều hơn so miền Nam. Thì miền Bắc này thì con này thì em thâu lại của bác chủ, bác mua một đơn vị khác nhá. Một đơn vị khác này, khỏi hàng nhà Hiếu Minh này. Nhưng hàng này hàng bác chủ vừa mua về đất, nó còn rất là gần. Vừa mua được có đâu đó 1 tuần 2 tuần thôi, nhưng kích hoạt rồi. Người đã kích hoạt rồi nên em không thể bán mới vì cứ làm gì có tem này. Mời em vẫn bảo hành 2 năm nhá. Con màu trắng này. 1.450.000 các nhá. 1.450.000 đồng. Đây mẫu lưng tiếng DB DAC5S, phiên bản đời cao nhất của DB và cũng là mẫu lưng tiếng hay nhất thị trường hiện tại bây giờ.
và dòng này cho bác đấu trước con vang là tiếng nhạc nhiếc tí tách rất là hay. Và bình thường bán mẫu này đã bán là 2,3 triệu rồi, các bác mua nhiều bác biết rồi đúng không ạ? Thì thôi thanh niên cho anh em một con màu trắng, hàng kích hoạt rồi nhá. 1.450.000 đồng. Nói chung là nhiều thiết bị mà thâu, nhất là cái bộ kết rồi hai phòng hát kia là các bác là sắm gia đình là hợp lý. Còn những anh em năm nay mà kinh doanh phòng hát là hơi đói, vì là bây giờ làm căng quá, phòng cháy cháy là làm rất là căng luôn. Đây là chiếc quản lý nguồn Adni. Con này thì lại không phải là hàng nướt hay hàng thâu gì cả, đây là hàng mới tinh, em xả cho anh em thôi. Mà đằng trước khi bác nhìn này trước thôi, nhưng đằng nào có siêu rồi bác nhá. Đây ạ, siêu bóng nhá bác nhá, để lưu ý cho em. Có siêu bóng này. Con quản lý nguồn Adni P15. Đây mẫu quản lý nguồn chính hãng của Adni, hàng mới tinh, không phải hàng thâu thiết gì cả. Hôm nay em xả cho bác là hai con mới luôn này, một con 1 triệu thôi ạ. Con 1 triệu con lách này. Quản lý nguồn Adni P15. Giá em này em Hiếu Minh bán là 1.150.000 đồng. Giá chưa bao ship nhá, giá tại cửa hàng. Đây mẫu mới nhất và cao nhất của Adni rồi ạ. Hàng mới tinh đập hộp. Quản lý nguồn là thiết bị không thể thiếu trong bộ dàn gia đình, sự kiện phòng hát là bác không thể tiếc được. Vì sao ạ? Vì nó bảo vệ cho chính bản thân nó này, bảo vệ cho thiết bị dàn của bác khi trình hạn sét đánh này, chập điện này, nó sẽ nhảy át, nó bảo vệ cho cực kỳ an toàn. Và cái thứ hai là khi bác cắm thiết bị dàn vào, nó đỡ giảm sốc, nó đỡ bị giảm đi tiếng xù ù xì trên bộ dàn, nó giảm sốc cả tín hiệu nữa. Đấy. Và công tắc là phím mềm nhá, rất là xịn đại luôn, rất là xịn luôn, màn hình nét lớn. Thông thường những quản lý nguồn này bán thị trường đâu đó khoảng 1,5 triệu đến 1,7 triệu, thì em xả cho anh em giá 1.150.000 đồng, sản phẩm chính hãng luôn nhé, bảo hành 2 năm. Quản lý nguồn Adni riêng hàng phẩm Adni bảo hành 2 năm, có 10 ổ cắm tất cả chân bằng đồng, dây nguồn liền. Đấy, đây là hàng mới nhá, mới em xả nhá, đấy nó rất rõ luôn trạng thái luôn. 1.150.000 đồng. Và tiếp theo sau đây nữa là chiếc quản lý nguồn Lex nhá, quản lý nguồn Lex P12. Đấy, mẫu này thì em Hiếu Minh với thiết kế như mẫu kia nó như nhau, nhưng có khác là phím này này, tiền giữ tranh đấy. Nó khác ở cái đây là cái phím ấy nhá, là phím tắt đây nhá. Phím tắt này là phím tròn. Đấy. Đấy mỗi vậy thôi. Và automat này, màn hình LED đây ạ. Và cũng 10 cổng. Thì mẫu này thì em Hiếu Minh đang bán là 1 triệu đồng em bao ship nhá. Dây nguồn liền. Tải tất cả dòng đẩy lại cho em. Ok chưa? Đây hàng mới nhá. Hàng mới đấy ạ. Bài hành 1 năm. Lex P12 Pro 1 triệu đồng em Hiếu Minh bao ship ạ. Giá cực rẻ. Về nói về giá quản lý nguồn thì bên em đang đứng đầu bảng. Giá cực kỳ tốt, tốt nhất thị trường Việt Nam luôn. 1 triệu đồng ạ. Ok. Và tiếp theo nữa là bộ micro. Lấy cái súng mở cho anh này. Bộ micro là bộ micro mới nhá. Không phải thâu của ai cả, không phải lướt cả. Mới em xả cho bác thôi, lấy lộc cho bác, vì tận kề Tết rồi em cũng có chương trình là tri ân khách hàng, giảm giá khách hàng. Như bây giờ mấy hôm nay em cũng hay chạy chương trình nó giảm giá với tất cả sản phẩm đấy. Thì đây em có bộ mic em xả cho anh em này. Chất như cất đỡ cả mua hàng bãi luôn. Hàng bãi anh em mua, các bác mua những bộ mic Beyer 780 thông thường thôi, đời thấp hơn là con này. Giá đâu đó đã 2,7 triệu 2,8 triệu đúng không ạ? Thì đây em bán cho anh em một bộ mới tinh đập hộp luôn, mở luôn tại trận này. Bán xả tương tác thôi. Các bác cảm nhận được mic, các bác mua hàng nhà em nhiều bác biết rồi. Người thật việc thật. Bán cho anh em 1,3 triệu 3 bộ này. Rút khéo, nhấc nghiêng hai tay ra. Beyer chính hãng nhá. Kích hoạt này, tay này, xoáy tay này. Không phải dưới đâu. Đấy, rút ra. Đây, ốc đây này. Ôi trời ơi. Đây. Đây mở cho anh người tay ra. Đây bài phẩm chính hãng, bác chỉ quét mã vào đây xong xong này. Ok chưa? Quét mã này. Tay quét mã này. Ok chưa? Đấy. Đầu thu đây. Mở cho bác xem ruột luôn này. Đấy, bác nhìn chưa? Đời sản xuất này. Tháng 11 2021 này. Tháng 10 2021 nha, đây là sản xuất của cái vỉ nhá. Cái vỉ phíp này còn để sản xuất đến tay các bác là đời 2022 nha bác nhá. Đấy hàng vừa về. Hàng vừa về em có trả cho anh em 5 bộ để tương tác thôi. Beyer 780S nhé, bản đời cao nhất. Các bác phải cứ phải mua những bộ này trên thị trường
thằng mới đang bán lẻ thông thường 4 triệu rưỡi 5 triệu đô bộ rồi ạ. Thì nay mình xả cho anh em lấy tương tác trong clip này này, chơi Tết này 3 triệu 3 trong màn đồng mới đập hộp nhá, bảo hành 1 năm đấy nhá, chất như nước cất em quay chưa, zoom hẳn mà bác xem bio nhá. Từ ra con IC này, tụ dãy tụ nó bác nhìn này, con tụ này điều áp này đấy, bán giá này giá thợ luôn, thợ nhập về bán luôn nhá, hàng mới bác lưu đây, hàng mới á, hàng mới em xả luôn. Ok chưa, đây nguyên có tai nhá, bộ này có tai bác này, chống năn này, adapter này, 3 triệu 3 trong ngàn đồng vài một năm, bác cố thêm mấy trăm đỡ còn mua hàng bãi. BS 780S, Bayer BS 780S. Ok, và tiếp theo nữa là em minh xả cho các bác của anh em một chiếc lưng tiếng hàng mới. Hôm nay các bác mua được bộ combo này với bất kỳ loa nào hôm nay đấy, có hai đôi GD bác xả sắm cho mình những con vang này ghép vào cũng hợp lý này. Bán đẩy ạt ni nữa, dành em nó đẩy kia ra, có một đẩy đấy để bác ghép dàn đẻ mã. Hỏi thảo nhập bao nhiêu nhá, thì nhá con lưng tiếng PS hàng mới tinh đập hộp nhá, đây hàng mới tinh đập hộp luôn, em hết mã rồi, em còn vài chiếc em xả cho anh em lấy lộc cho các clip này. Thì bình thường thị trường đang bán được 1,7-1,8 triệu con lưng tiếng PS V900 Plus, đây là chiếc lưng tiếng cho chất âm cực kỳ hay, đầu bảng cho các lưng phân khúc lưng tiếng có tích hợp Bluetooth cổng quang và USB. Cái USB để cho bác là cắm dễ dàng, bác đi chơi sự kiện bác cắm thì cắm vào để bác cắm kết nối như nghe cóp nhạc chuẩn ý, bác cắm qua đây thì tiện lợi lắm đấy. Và cái thứ hai nữa là có Bluetooth, thế hệ Bluetooth mới nó bắt rất là xa, Bluetooth 5.0 thôi nhá. Đấy, đây hàng mới nhá, xả cho các bác tương tác này 1.250.000 đồng, 1.250.000 đồng, giá em chưa bao ship đâu ạ. Màu đen, lưng tiếng thiết bị cho chất âm rất là hay, bát trung chép lên, các bác phối ghép vào những bộ dàn với những chiếc văng cơ thông thường ấy, hay chiếc văng số mà các bác cần nghe nghe nhạc ấy, tiếng nó hay hơn. Đấy, thì bác người gối ghép cho em con lưng này, giải bát giải trung giải chép lên tí tách hay hơn rất nhiều, 1.250.000 đồng. Và đây thì em xả cho bác một con vang mới tinh đập hộp, con PSKX9 Plus. Mẫu này hiện tại em hết hàng, còn 3 chiếc em xả để tương tác cho bác hàng mới tinh đập hộp nhá, màu đen này. Đấy, màu đen nhá. Nếu nói về các phân khúc tầm vang 3 triệu đổ lại thì con vang này đang đầu bảng, hay hơn cả dòng DB. Em nói thẳng luôn, hay hơn DB nhá, hay hơn cả DB nhá, Autix luôn. Con DB 3K10 không ăn được con này đâu ạ, các bác chơi bác biết rồi. Tại vì em bán DB thật, nhưng cái gì ra cái đấy. Mẫu vang này thì hiện tại đang bán 2.8 triệu, thì nay em xả cho anh em lấy tương tác này 2.100.000 đồng, giá chưa bao ship đâu nhá, chưa dây rắc. Đấy, 2.100.000 đồng, đây là chiếc vang cơ lai số. Vì sao em nói từ vang cơ lai số? Vang cơ lai số ạ, 5.2 triệu. Vang cơ lai số ạ, thì báo cáo với thì con vang này nó tích hợp gọi mốt đây ạ, gọi mốt này, IR có điều khiển nhá, IR có điều khiển ạ, FBX chống hú này, ấn vào rồi và tăng giảm âm lượng ấy, con này tất cả thông số bên ngoài hết, và nó sử dụng, chính vì nó sử dụng chip văng số là chip ở đây chip DSP 24 bit lõi kép, nghĩa là hai chip 24 bit cộng đôi là 48 bit, chip 48 bit, nên là cái cần EQ của nó, cần EQ của đường mic nó rất nhiều, 2, 4, 6, 7, 7 cần EQ cho đường mic, 7 cần EQ cho đường music. Bình thường các bác chỉ có bát trung chép thôi, nó ít cần lắm, chỉ 3 cần thôi, con này nó sử dụng chip văng số nên nhiều, rất nhiều cần. Và cái điều quan trọng là bản thân những cái mốt lưu sẵn ở trong các cái con vang này nó đã tiếng rất hay rồi, chế độ lưng tiếng luôn nhá, center chế độ lưng tiếng sẵn tích hợp luôn. Con vang này nói nếu trong phân khúc tiền như em nói là hay hơn rất nhiều con vang khác thị trường, không có đối thủ luôn ạ. 2.100.000 đồng, mặt màu đen. Bỏ cái hộp ra đây. Và cuối cùng trong clip này cho bác săn hàng ạ. Vì cái mã đẩy Adni này là bên Hiếu Minh hết hàng rồi, chỉ lẻ được một con thôi ạ. À quên, lẻ hai con, một con nhà kho vàng, giữ cho anh cái đèo chân. Đây là hàng mới tinh đập hộp các nhá, mới tinh đập hộp Adni LV102. Em lẻ em còn có 2 chiếc thôi. Mã này hãng nó cũng không về nữa, hãng không còn nữa thì chỉ hết lô. Vì hết lô mà bác biết thì cửa hàng em có 2 cửa hàng, nên là em phải bán những mã nào nó phải nhiều, cứ 20-30 con, 50 con một thì để chia ra cửa hàng, còn bán cả kho nữa.
thì mã này lẻ mã bán đấy, tương tác cho bác này, bình thường bán con đẩy này là 6,5 triệu, thì nay em xả cho anh em này 5,2 triệu với 1.000 W một kênh, 5,2 triệu nhá. Con mạch cửa hát tiếng cực kỳ hay, bảo hành 2 năm các lý nhá, bảo hành 2 năm ạ, bảo hành 2 năm các nghe rõ không ạ, bảo hành 2 năm 5,2 triệu đấy, rẻ chỉ thích được rẻ hơn 1 triệu thôi. Hàng mới tinh đập hộp nhá, lưu ý này, tinh đập hộp này đấy, còn có đúng 2 chiếc, 1 chiếc ở kho, 1 chiếc cửa hàng đấy. Bác dễ dàng phối ghép với bộ dàn có loa JD kia tuyệt vời. Để bác dễ dàng phối 5 triệu này, 5 triệu với đây bao nhiêu, 15 là đi à, 20 triệu với con vang mic cao cấp này nữa, ui 28,200 thành một bộ rồi đấy, nếu có đẩy 2 kênh với đôi loa này 28,200 chơi, toàn hàng cao cấp nhất có thể. Để hôm nay một tổng kết là báo các bác trên kênh có sân hàng những cặp loa chất lượng, hôm nay đa số là hàng lướt lướt. À còn một đôi loa Boss ạ, còn một đôi loa Boss nữa, Boss 301 CD4 nhá, hàng trong tình trạng zin xịn. Tiến ơi đỡ cho anh cái, nhanh lên. Chú luôn giữ chồng cái Boss 301 CD4 này đấy, zin nhá. Đấy, lời mời anh ơi, mời bỏ cho căng đi ra, lật cái đây để người lên. Có riêng có đây có một cái chép là chết này bác này, có chép là chép là chép là sống, nhưng mà chép này sửa rồi bác nhá. Đấy em nói rất rõ nhá, có một cái chép này sống nhưng sửa rồi. Đấy còn lại là zin. Anh em nào bắt vào đây rồi, ông nào bắt đây, rách gân của cháu rồi này. Đùa bắt thẩu thả thế định. Ông nào hôm trước bắt con này đây. Đây. Rách mất gân rồi. Hôm trước nó lành gân mà hôm nay rách gân. Để chọc chọc mũi khoan rồi này. Chọc mũi khoan rách mất gân thì cái này phải đi thay gân rồi. Nhưng mà cứ thế về bác dùng thôi, không quan trọng đâu. Thế em không thời gian thay gân vì rẻ lắm rồi. Tình trạng zin xịn nhá. Từ căng này, căng zin nhá, căng nhám nhá, căng nhám nhá, thì căng zin nhá, zin từ căng luôn này, 3,5 triệu. Thì thường bán bộ này cũng 7,5 triệu rồi, rẻ hơn nửa, nhưng mà tại sao rẻ vậy thì báo cáo bác này, thì mất một cái chép thì nghe bị sửa côn lại này, và cái hai là cái này ở dùng ở Việt Nam ấy, ở Việt Nam mình thì cái gân này, đặc biệt cái thùng này này, thì nó thời tiết nồm ẩm thì nó co lại, đấy về các bác dán lại nhá, hoặc đánh xi vào cho em đẹp hơn. Thùng là thùng hờ, thùng là nó hơi sụt xấu một tí, dán keo nghiêm nhất trên nắp thùng, giữ cháu cái đấy, dán keo dán băng dính này của gia chủ thế, mỗi vậy thôi 3,500,000 nhé bác nhé, các lý nhá, 3,500,000 đâu khỏi 3 triệu, lấy cháu bút đây ghi thành của noi từ 3,8 triệu, 3,500,000 ạ, bút đấy không, thôi em báo giá bác biết rồi đúng không ạ, nói rõ tình trạng luôn này. Ở đây chắc ông thợ nhé, em bác mày hôm trước không rách gân này đâu. Đây vết mũi khoan chọc vào đây. Rách bố mất gân làm cầu thả. 3,500,000 bác nhá. Đấy. Thông báo bác chị anh em trên kênh. Đôi Boss 301 CD4. Bản sản xuất tại Mexico nhá. Về các bác dán lại em này. Dán lại em này. Và lấy cái lọ xi ấy, xi đánh dày đánh lên cho em. Nó đẹp hơn, nếu là kỵ cạo hết cái tem đi, cạo hết cái mình dán đi. Cạo hết mình dán băng dính hay mặt dán lên xấu á. Đã tổng kết những thiết bị hôm nay em thanh lý cũng cho các bác, anh em có nhu cầu liên hệ em nhé. Và xin thân ái chào tạm biệt các bác ạ.